độ am hiểu về thành viên của FPTC hứa không va với anh Ly nữa. Nghiêm túc luôn không? Anh cần sự nghiêm túc. 31 câu. Diện tích hình chữ nhật. Dài, hình như là dài rộng phải, chỉ có dài và rộng thôi. Dạ. Nghiêm túc, nghe nói hôm nay muốn nghiêm túc rồi, tôi cũng chơi nghiêm túc luôn. Số nào không chia hết cho 5? Chắc chắn là số lẻ rồi. Dấu hiệu chia hết cho 5. Số nào không chia hết cho 5 thì chắc là 459 rồi. Nó bị lẻ nhất. Dễ mà mấy anh trai, cần gì phải đá chám trai. Đây là bài hát nào? Phía sau anh bà đầu béo, phía sau cô hoa hậu, phía sau một cô gái. Thời này anh ốm à. Anh ốm như tôi bây giờ anh em. Không thể ngắt lời, càng không thể để giọt đời lao được rơi. Nên anh lùi bước về sau để thấy em rõ hơn, để có thể nắm em từ xa. Bao yêu mà cả mùa sống mong chờ thu bé lại. Ân lắm nha. Phía sau anh ba đội là không có ai, nhưng mà phía sau của áo đường nhiên chim ưng là tôi biết có ai rồi đó. Đã bán hai câu trả lời đều đúng mà tôi chọn được sai được. Tiếp nè, bài gì đây? Điều mà Lê không biết, điều mà anh em trên chat cũng không biết, điều anh biết. Anh không biết bao nhiêu sao trên trời. Anh không biết ngọt ngào hay trăng sao. Dù không sao thì gian lao thì anh vẫn luôn có một người luôn bên cạnh. Đánh rồi đấy. Chị mừng ơi. Yêu em sao cho vừa. Anh không biết ngọt ngào hay chẳng sao. Để nói dừng mấy lời. Em nào mấy khi một người lớn bên cạnh em mãi rồi. Và anh biết rồi, anh biết là sẽ lên thế giới. Có anh em nào thấy hai anh trai này hát như không vậy? Mà hay hát ghê á. Điều bây giờ nè. Điều em biết. Điều anh biết. Điều mà Liên không biết. Hay là điều mà anh em gây chát cũng không biết. Chắc là B rồi, sao mà lại đi đâu được. Yeah. Hôm nay có trời bóng dâm, liệu nàng có muốn ta dắt đi ăn hủ tiếu, ta dắt đi ăn, ta dắt đi outdoor, ta dắt tâm vô, ta dắt dậy đó, ta dậy đánh Zenith. Thù quá ngoại ơi. Trời ơi. Comila chứ làm đi đâu nữa. Tôi còn biết kế bên Comila là thầy dự trưởng nữa đó nha. Mà thầy này giờ là đi công tác xa rồi, không biết nào thầy về. Mà ngôi sao này nó hơi sai sai khúc dưới, tự nhiên tôi bệnh ngu lên mà. Tôi với
ký tiện bệnh gu của anh ba lại rồi, nhìn lắm kìa. Có tiện mà nhìn thời này quá. Giờ nhìn lại tôi nhìn già còn đây. Cảm giác thời gian nó tàn nhẫn quá. Hay là do thức khuya ta má, giờ nhìn nhiều khi tôi sâu tôi nhìn tôi già mà. Nhìn bánh Len thì lúc này là vẫn là ra dáng là người con hiếu thảo nè. Giờ mày đen à. Đi tôi đi nắng nhiều quá. Ngoài làm streamer anh Lê còn làm những việc gì? Hình sự hẻm bắt cướp, B producer, C giữ tiền theo yêu cầu. Cả ba đáp án. Tôi đáp án D nha, nhưng mà cái câu mà dựa theo yêu cầu là tôi không đồng tình nha. Có tiệc tôi mới đi thôi chứ bình thường không phải là ai ngủ tôi cũng đi à. Giang hồ đồn rằng nếu Lee up stream thì anh ấy làm gì? Phụ mẹ bán cá viên, B đi bắt cướp, C đi giữ tiệc túng tiệc tồn, D là đi đá bóng. Đi bắt cướp chứ đi đâu nữa, không lẽ đi bắt ma? Đúng rồi em Đạt ơi, mày kêu anh là hôm nay sẽ làm nghiêm túc, không chơi không va với anh mà mày lừa anh, mày hay lừa đấy. Mục đích của đoạn chat này là gì? Can đảm lắm mới lộ ra nhé anh em. Phá xe anh Trung thủng thêm 3 lỗ. Đưa anh Trung quay lại viện thêm là 2 tháng. Chăm sóc anh Trung mau khỏe. Like thay giờ anh Trung để anh Trung nghỉ dưỡng. Thì tôi chỉ muốn chăm sóc anh Trung khỏe thôi. Nhét chữ là không được nha mày. Nó F12 anh em ơi. Nó Photoshop. Thời còn học đến lớp 7. Anh Tuấn chuyên môn gì? Tôi là học tới lớp 10 rồi đó. Công nhận tôi có lớp 7 thôi mà bạn bè nghỉ dưỡng đi tiệc này. Cảm ơn em Đạt. Nhưng mà cái năm mà tôi học lớp 7 á, toán thì tôi cũng không chuyên, mà địa thì tôi cũng không giỏi, mà văn thì tôi cũng không hay, thì tôi thể dục. Địa gì mày? Địa gì? Ý mày nói địa gì? Họ đang làm gì? Cảm nhạc ăn mừng diễn cho fan coi, bê đồ một phút ngẫu hứng. Phút này như ăn mừng sau chiến thắng thì phải ta. Vui ha, vui ha. Đó, lúc này vui quá ha, từng thêm mến hương ha. Wow, hút đi thuốc luôn kìa. Bê đồ lắm nha. Với thằng Huy là dám là nó cho tôi cái câu bê đồ lắm. Má xê sai em ơi. A mới đúng, đúng xuống hạng 4 luôn cơ. Vĩ phạm sinh ngày bao nhiêu? Dễ quá vậy. Có câu nào khó hơn không? Như là 16 tháng 8 mày phải. 16 hay là 18 ta? Bạn tôi mà sao tôi biết được anh em. Có tình á. Chứ tôi đáng đúng mày đủ còn gì để nói. Tôi đáng sai anh em mới tương tác nhiều hơn chứ. Cậu bé này đang vẽ cái gì? Cái nồi con ong, nụ cười dọc, bông hoa. Thằng bạn này nó hư lắm nên tôi biết. Nó vẽ nó nụ cười dọc. Chạy đâu được. Ai đang khỏa thân sau lớp kính? Ừ, cái con chó này bình thường thì nó qua nó nói mình một câu nào hết á. Nhiều khi lỡ, nhiều khi nha, lâu lâu là tôi kiểu tôi quên đem quần hay là đem cái khăn á, là tôi hay kiểu mà tôi bệnh cái đùm cái tôi chạy ra ngoài. Tại vì cái tủ đồ là tôi nằm ngay đây nè anh em. Cái tủ đồ là tôi nằm ngay cái hướng bên đây nó đang nhìn đối diện vô á. Bình thường là hay mở cái cửa tôi chạy ra, rồi hôm nay là lên tiếng rồi lỡ tôi đi ra sao trời. Thì tôi cái này là tôi. Má nó khốn nạn thật. Lỗi cái đùm là chết luôn. Thời còn đi học Huy Võ đã dành bao nhiêu tiếng mỗi ngày để đọc sách?
mặt chỉ khi lên trường 10 tiếng để mò sách giáo khoa mỗi ngày, cả ngày khi nào ba bắt học thì mới học, kìm nén cục tức từ nhỏ chắc chắn là đê rồi. Đâu phải tự nhiên mà có cái tên là nghịch tử Phú Yên. Má mà kiếm được, kiếm được cái ảnh này hay thiệt. Ai đây? Anh tuột này, anh chạy đâu được nữa giờ. Dễ thương. Làm ra mấy tấm hình trong cái hồi nhỏ hay trời. Đâu là sự thật nói về Dĩ Phạm? Thời Covid, kid nó mà F0 thì 1 phần 2 số gái ở Sài Gòn F1. Câu này đúng nè. Nếu cuối tháng anh bị bận thì anh bị sẽ ra Hà Nội ký hợp đồng. Cái này đúng luôn nè. Monster Suka chỉ là phần nổi của tảng băng chìm thôi. Kid nó nhiều vô số kể. Đồ đã bán đê liền. Chạy đi đâu được. Chúc mừng sinh nhật kid kid, bông hoa duy nhất của cuộc đời anh Suka. Cốt mà nên tôi biết. Đây là phương thức tán gái của ai? Đi chơi, tìm hiểu, làm quen. Mày mà anh đủ dĩ chứ ai giờ. Tôi nói rồi mà thằng này ba mẹ nó đẻ nó ra là chỉ có tôi biết nó thôi, tôi gành nó nhất thôi. Lên top 2 liền. Ưu tiên phụ nữ trước trong tiếng Anh là gì? Chạy đâu được, xe chứ. Một cái tóc thời xưa rất được ưa chuộng. Máy xéo à, rủ thẳng che mắt, tóc đuôi gà, anh ba phân. No, quả này là quả máy xém trong truyền thuyết rồi. Cô này là cô thằng dâm nè. Còn cậu này là cậu đủ gì? Cậu gì? Ai mà anh đào ra được tấm hình của cô muội hay á ta. Chết thật đấy. Sinh nhật anh chung vào ngày. Cái lần này mà mình diễn nữa thì anh em mình kêu là mình là thằng đúng không? Không diễn, làm thật luôn. Sinh nhật anh em trong team xong tôi không biết được. Kết là 18 tháng 6. Anh ba là ngày 26 tháng 2. Ôi ôi sao mà tôi không biết được anh em. Bỏ bọt là mười mấy tháng 3. À tháng 8 chứ lộn, tháng 8. Sinh nhật mới lên vào ngày nào à? Nó chơi gà của ta. Cái thằng Huy này nó gài tôi ta ơi. Tháng 6 à. Tháng 8 là không phải nè. Tôi nghĩ là một trong hai ngày này 13 tháng 6 và ngày 15 tháng 6 thôi. Má tấm hình thân như vậy ngồi kế nhau khoét vai nhau vui vậy chắc chắn là 15 tháng 6 rồi. Trừ một tình bạn. Cảm ơn Huy, Huy. Đáng sai vậy cũng được lên hạng 1 luôn hả? Có mấy cái chấm 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 được anh lên tạo nên. Một, hai, ba và cái mặt nữa là 4 luôn. Không lên đi đâu được. 5 luôn à, tính luôn tiêu bổn. Đâu quên tiêu bổn đằng sau. Có 5 cái mặt lờ lẫn. Quên, có tiêu bổn nữa. Đây là sự kiện gì? SE chào sân VZ. Bằng chiến thắng đầu tiên, lúc này là tôi có đi quay vlog nè. Chạy đi đâu được. Rồi này, mới lên của Vũ mới lên mà. Sinh nhật của Sơn Tùng. Mấy cái câu hỏi gài không mà. Vậy giờ tôi hỏi anh em nè, sinh nhật của tôi sinh ngày bao nhiêu, ông nào biết không? Tôi thử coi ông nào biết không, không sạch nha. Trả lời nhanh nè.
Họ là ai? Game thủ hết thời. Không, lúc này vẫn còn rất là nhiều tuyển thủ gọi là tay to. Đội bóng hài nhất VTS từng sản sinh, đội hình đội bóng mạnh nhất VTS từng sản sinh. Yeah. Không chạy đâu được. Cặp cánh hàng trên nè. No way clear. Cậu ba đủ vậy thì cho đá tiền nấu cắm. Levy sẽ là Levy với lại anh Quyền với Hải Liêu sẽ là bộ ba hậu vệ nè. Rồi đưa Tommy vô chụp. Dế với lại các con sẽ là dự bị. Ôi trời ơi, tôi phát hiện có hành cây. Trời ơi, tôi phát hiện có hành cây. Có Hưng Liên Viên rồi là Bohem ở đây này anh em à. Trời ơi là trời, không lo ngồi trên tem vô ngồi coi stream tôi. Trời ơi là trời. Ông đi đâu đây? Trời ơi, Hưng Liên Viên Bohem. Hành cây ơi, bữa anh có nói Warzone có khều là xong giải là mấy anh em mình dứt ha. Thì mùa này anh tính vậy anh cái thấy được không? SE á thì đêm MSA rồi thì mọi người sẽ được nghỉ từ 1 đến 2 tháng đúng không? Anh em mình làm cái vlog gọi là đá sân 7 đi hay là sân 5 thì tùy mấy anh em chọn. Nhưng mà có Cerberus nữa. Cerberus mùa này là coi như là out rồi đó. Thì mấy anh em ra là chắc là có nhiều thời gian đúng không? Thì tụi mình là làm không cho người ngoài đá đi. Chỉ là anh em trong giới thôi. Anh, cậu ba, Bảo Bọt, Hương Liên Hà rồi, Vinboy nè, đó là những người mà dự bị nè, buồn nhìn nè. Thì có thêm anh Tam nữa, đúng rồi, có thêm anh Tam nữa. Thì hàng cây hiểu ý anh mà đúng không? Sinh nhật của Bọt ngày nào à? Chạy đâu được giờ? Vừa mới giữ sinh nhật của Bảo Bọt xong luôn. Chạy đâu được giờ? Trả lời nhanh luôn nè. Diễn nhiều quá. Đáng lẽ mình nên trả lời đúng nãy giờ mình diễn hơi nhiều. 2+2 nè, 2+2 cái câu này là hôm bữa là tôi có biết. Ngoặc là phải tính trước. 2+2=4. 8 chia 2 = 4. Nếu mà không có dấu nào ở đằng trước dấu ngoặc thì mặc định sẽ là nhân. 4 × 4 = 16. Nhớ nha mấy đứa. Trình độ 10/12 nè. 10/12 nè. Câu cuối, điểm chung của hai này thầy nào? Thấy Quyền, thầy Liêu. Vô địch VSET cùng SE, về SE làm streamer. Không đưa nổi SE vào layoff, đều là hướng luyện viên trợ. Đây, cái câu C này là thầy Liêu từng làm rồi nè, vô địch cũng không nè. Có câu E, có câu B. Dám chắc với mọi người, tầm cỡ nửa năm đến một năm nữa thì cũng là cái câu hỏi này. Nhưng mà là điểm chung của ba thầy này là ai? Có thêm ngày rank kế bên nữa. Dạ. Yeah.